Hello and welcome back. Rick cooks. Rất là quan trọng, chồng trang. Rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Very, very, nhất nhiều, rất dạ. Này cái con. Hi, I'm Rick. I cook. I eat. Yes. Xin chào các bạn. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Trang Du Lịch Dịch Vụ Số 7. Thì hôm nay chồng Trang sẽ trổ tài nấu nướng. Dạ. Cook chili. My version of chili. Dạ. Bây giờ mời cả nhà xem chồng Trang nấu nha. Trang sẽ lấy một cái chảo cho chồng của Trang. Ok. Can you wait me a little bit? Hello. Welcome back. Đây một cái chảo to cho chồng Trang nấu nướng. Nó dính gì mục mục vậy? Ok, lấy cái chảo cho chồng Trang này rửa xong rồi bắt đầu nấu đi. Cook. Do. Do. You cook. Ok. Cái này nó hẩm. Chồng Trang mua cái cục thịt bò bự nè. Bự. 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 Big. Big, bự. Now it's yeah. Still froze. Mày ăn có một phần này, cắt hai phần bỏ tủ lạnh này. Bây giờ không lấy phần rồi còn phần nữa. Giờ không có nói Trang trước, Trang đâu để ra ngoài đâu. Bây giờ là ngắt. Là ngắt rồi sao? Too cold. Yeah, give me that. Hmm? Can you do that? Yeah. Oh my god, how did that? Give me a knife. Lấy cái dao cho chồng ra. Welcome back to Rick's Cooking. Only Rick eat what Rick cook. Yeah. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Rick. Chỉ có chồng đang ăn nên chồng đang nấu. Hồi nãy tắt video để đi kiếm con dao. Nên bây giờ chào mừng trở lại cả nhà. Chồng đang không thích để trong microwave. Thích nó để trên bếp á. Lột cái giấy ra này bắt đầu nấu riêu lửa. Đợi tới khi nấu riêu riêu vậy để lửa tí một tí. Ồ vậy mà Trang kho thịt kho tàu á. Nó lâu. Nhưng mà Trang kho thịt hoặc là nấu phở thì nó mấy tiếng nữa. Còn này bắt đầu mở lửa lên riêu. Lấy cái nắp đậy lại. Where's the... Yeah. Biết không, lấy cái nắp đậy lại. Đó. Cái nắp là vậy đó. Động từ tôi quên cái nắp. Quên em. Lid. Hả? Lid. 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 L. I. D. L. I. D. Lid. 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 Dạ, dạy tiếng Anh luôn cả nhà. Ok, come back in 30 minutes. Bye. Hello, and welcome back. Rick cooks. This is... Shh. Hello, and welcome... Oh, jalapeno. Peppers. Yeah. Hot. I like. A little. Okay, cut. Đôi mọi người nhìn thấy cắt. À vậy sao? Chào mừng mọi người trở lại là đầu bếp Rick cắt ớt để quay và cắt để không chịu cả nhà. No. Đó cắt vậy đó cả nhà. Ăn không có biết ăn cay, ăn vài miếng chút xíu xíu vậy thôi. Khi cay là làng là sớm. Now here's my trick. I don't want all, so I just cut a little, turn, cut everywhere, cut. Now cut off and have some little pieces. Well, maybe. Cắt
xuống nó ra nhuyễn nhuyễn ở nhà. Sao mà khỏi? Ăn đã rồi nóng. Nóng. Ủa cay. Hot hot cay. Rồi dầm ra. Kiếm gì nữa? À, cay uống sữa vô cả nhà. Cay uống sữa vô. Thì lúc trước đó, chồng Trang vợ Trang mọi lần Trang cũng có nấu cho chồng Trang ăn. Trang tự làm sẵn rồi cái múc tới giờ trưa đưa. Không đầy đầy. Không có cho khi nào chồng ăn thì tự chồng làm. Tại vì uống cái thuốc tiểu đường đó. À lâu lâu Trang có anh chị mới vô cái hỏi hỏi gì đâu thỉnh thoảng. Cái nghĩa thỉnh thoảng Trang cũng có hay nhắc lại này kia thì anh chị cũ thông cảm giùm. Thì có người hỏi chồng Trang là uống thuốc tiểu đường loại gì rồi cho biết, mà chồng Trang thuốc thì do to bác sĩ á cả nhà mà đang điều trị nên chồng Trang cũng chưa có biết hiệu quả thiệt là tốt không, nên mấy cái đó là cái cá nhân người của bác sĩ rồi nên Trang không có dám tự tiện đưa lên đây. Thì khi nào chồng Trang hết thực sự thì chồng Trang có chia sẻ thì chia sẻ. Thì chồng Trang chích vô bụng tháng hình như là $400 đó. We put this back in the bag. Yeah. And we put this back in the refrigerator. Đó, các cái tủ đó. Hello, welcome back. Today, Rick cooks. Tonight, Rick eats. Tomorrow, Rick is sick. Oh. Ăn vô thì bị đau bụng đó nha. Bữa nay cứ, bây giờ nấu rồi xong rồi ăn rồi ngày mai sẽ bị đau bụng sick bệnh. Bữa nay tự nhiên trùng hợp bệnh nó giống nhau giống màu ha. Cấp bụng. Green. Yeah. Green. Red. Ooh. Sugar. Green. Good. Pepper. Good. Green. Vegetable. Hot. Well, hot. You can just eat it by itself. Rồi, nấu lên okay. Kìa. Rồi vậy đó cả nhà. Để lên chảo nóng hơi hơi rồi cái cạo ra từ 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 vậy đó. Chứ không cho hấp vô cái microwave cho nó mềm. Why you say microwave? We don't microwave the meat. Okay. Ý chồng Trang không có cho. I don't like meat. Microwave make it. Nhằn là dai á, tối ngày nó nhằn ghẹo Trang ăn gì dai dai. Đó những cái thành phần của nó đó. Chili beans. Yeah. Đậu. Regular kidney beans. Yeah, đậu luôn. Maybe two, maybe one. Yeah, có thể hai hộp. A little tomato paste. Yeah. Cuz it tastes a little different. Ooh. And then some tomato sauce. Yeah. Okay. Tương cà beans, sốt beans, cà. Beans, tomato paste. Yeah. Tomato sauce. Paste yeah. Is cà, cái này là cà, cái loại này nước sốt, cái đó là đặc. Còn hai cái bên đậu này có thể dùng một hay hoặc hai, còn cái đậu này thì dùng một. Còn cái chiếc xe của vẹt. Bé Rùm tặng là quà sinh nhật đó cả nhà. Không phải bé Rùm tặng quà ngày lễ của cha. Bữa hổm không khỏe đâu người, cái khúc mà qua nhà anh Trang rồi về tính làm clip mấy mẹ con, cha con rồi mà chồng Trang không có ổn trong người, không cho quay. Rồi mới Rung tặng cái tờ giấy nói những lời cảm ơn cha, rất là cảm động. Đây những cái lời Rung cảm ơn cha nè, viết thiệp nhỏ nhỏ vậy nè, với chiếc xe coi vẹt và đồ chơi. Viết cha là thích chiếc xe đó mà không có thì tặng như vậy đó. Rung dễ thương lắm, chị hai cũng có qua tặng áo quần nhưng mà không có clip. Năm rồi có clip còn thơ rồi vui vẻ, năm nay Trang xin tiếc là không có clip, chỉ có clip quay anh rồi. Okay, the hamburger's all cooked. And ăn thử, thử chín rồi. Chín rồi bây giờ bỏ. I don't want all that fat. À, chắc cái mỡ bỏ đấy cả nhà. Để cho tốt sức khỏe thì chắc ra cái rổ đặng bỏ bớt cái mỡ. Không có tốt. Ảnh hưởng sức khỏe dữ lắm. Ngày đó ăn hết nên bị máu nhiễm mỡ đó. Bây giờ bỏ ra thì nó bớt béo bớt ngon. Nhưng mà cũng không sao. How's that? It was obviously tomato sauce.
Xin chào Thạc Tên. Nữa. Welcome back. Dạ dạ. Hi. Rick Cooks. Dạ dạ. Oh. Giỡn về cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rick đã trở lại nấu nữa. Cái đó là cái đồ khui hộp đó. Lúc trước có cái đồ khui giấy mà Trang khui không được, mua đồ tự động cho dễ. Hold that. Một cái. Một cái nhỏ nữa. Cái nào không có cái nắp bật thì mình khui vậy cả nhà. Đó, mở ra. Chưa mở. Được không? Coi chừng ngược á. Ngược. Ngược. But sometimes wrong size. Đó. Chồng Trang nói ở trên mà sao không ra. Có khi lại nó lại mở ở dưới nó ngược lại. Để coi phải không? Đó. Thông minh. Thông minh. Nó vợ thông minh. Đang có làm rồi. Okay, so this is thick. So, we're gonna put that. Now. Now. We're gonna put this in there. Put it in there. Bỏ vô. Cái đó là cái sốt cà nhưng mình loại đặc. Cà ăn nhiều cũng tốt cả nha. Rồi gì nữa? Dính. Rồi bỏ thịt trở lại, nên cho anh ta làm đầu bếp đi. Đó, nước mỡ đó, phải đổ vô cái hũ. Để ra lấy cái hũ. Bỏ vô đây nè cả nhà. Nó bỏ sao đi. I'm gonna put enough of this in, make it juicy. See if it's enough. Nửa hũ thôi. Đảo cả nhà. Đầu bếp điệu nghệ không? Tự nấu tự sẽ ăn ngon hơn. Mình nấu mà không có nêm gia vị gì nha cả nhà. Nếu bỏ chút muối thì ngon hơn mà bệnh không bỏ luôn. Nấu dễ ợt à. Việt Nam mình nấu là phải nêm gia vị vừa tay vừa mắt. Cái này dễ lắm. Mở ra. Đậu. Không lấy nước. Chắc nước bỏ không có lấy nước. Cái nước đó là nước nó cũng không tốt. Nước có chất bảo quản cả nhà. Mình ăn là đậu nấu mua về nấu. Còn đây là ăn đồ hộp thôi mà. Nó. Rồi một hộp đậu lớn. Cái hạt lớn. Chili beans. Little spice. Not much. Chắc nước ra luôn. Nấu dày ra chứ cũng nhiều lắm cả nhà ơi. Ăn cả tuần á. Không phải giỡn đâu. Này cái đậu. Đậu loại khác. Rồi Trang nghĩ là hai hộp được rồi, nhiều quá. Đó, quay lên. Too thick. Add some juice. Thôi đạt. Not yet open. I didn't turn it on. I know. I'm making it all, yes. It's a little warm. Chồng Trang chưa có mở lửa. Jalapeno. Giờ bỏ ớt vô. Bỏ ớt vô. Rồi xong. Nãy giờ còn cái độ nóng của cái bếp chưa bật lửa. Nó thêm nữa. Thêm nước sốt cà nữa. Rồi, quay gần cho nó hấp dẫn nha cả nhà. Nửa đổ vô hoài, chắc đổ hết luôn trời gọi. Còn có muỗng canh nữa. Vẫn dính nha. Rồi bỏ hết luôn. Rồi xong. Có hết luôn, còn gì nữa. Rồi vậy đó. Bật lửa lên đi. Bật lửa lên. À, cho thêm miếng tiêu với lại miếng muối. Tiêu. Rồi chút tiêu vậy thôi. Rồi nãy có ớt xanh rồi. Khỏi nữa. Đủ rồi. That's a little thick.
because I like it like that. Rồi ăn thử rồi. Don't cook. They're good. Yes, babe. Cook. Calm rồi. Down. Slow down. Rồi bây slow giờ down. Bắt lửa lên. Rồi bật lửa lên, đậy nắp lại cả nhà. Put high, get it on, and then put it down. You can clean all that up. I clean, I cook, I eat, she cleans. Great. Rồi mẹ nói giờ mở lửa lớn, không mới lo lên là mở lửa nhỏ. Okay, bang, I clean, kia. I clean sometimes. Okay, okay, I clean okay. Sometimes. I'm not a pig. Okay. Okay, okay. Oh. Dọn cái này bỏ rác có gì đâu khó khăn. Dễ ạ. Dọn vô rác thôi. Okay. Can you have me? Đang đứng bên đó, dậy luôn đi. Không hề với sao? Không bóc. Nè, đang dẹp cái này nè, dư. Dẹp dẹp cái dạ, nè, dư. Dư. Next time. Okay, sink. Ah, yes, this. Yeah, okay, okay. Cái này bỏ vô đây, còn này. Oh, this is so important. Yeah. Rất là quan trọng nha cả nhà. Ở bên Mỹ là để bảo vệ môi trường, nước cống rồi đó mình phải bỏ dầu mỡ vô cái hũ trước chứ không có thải xuống cống, nó không có tốt cho môi trường nha cả nhà. Rất là quan trọng, chồng đang rất là quan trọng. Important. Very important. Very, okay. Very, 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 very. Nhất nhiều, rất nhiều. New. Rất nhiều. Yeah. Rất nhiều. Nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Nhiều nhiều nói hoài, tên ông già vợ đó nói hoài. Ổng đang qua nhà anh Trang á, đang cảm ơn anh Năm rất nhiều. Anh Năm đang giỡn á, nó cảm ơn còn chửi cha nữa. Anh em Trang hay đùa vậy đó, là cảm ơn còn chửi cha nữa, tại vì cha Trang tin nhiều đó. Mẹ Trang tin phước, phước nhiều ở cả nhà. Tốt không? Đó. Tin phước nhiều, nhiều phước rất là tốt. Ăn thử ăn dụng. Chưa có sầu gì mà ăn vậy cả nhà ơi. Anh mới kể. Nobody eat but me. Hồi nãy là cái đổ hộp ra rồi mới hòa quyện vào nhau, chưa có nấu cái mấy cái chất đó lên sôi mà cứ ăn thử thử vậy đó. Bây giờ đang nấu chưa có sôi dữ cũng ăn không có thay đổi được, kệ đi. Done. Eat tomorrow. Tonight. Sometime. Hơi đặc, chồng Trang mới cho thêm một chút nước vô cả nhà. Nấu sôi trở lại. Nấu sôi trở lại, không hiểu là gì. Nói như thầy bắt chước một cách. Làm như ai dành đồ ăn của ảnh, ảnh làm như vậy. Okay. Cứu kỹ. Cứu kỹ luôn. Giờ nấu lửa nhỏ lại, sôi rồi nấu lửa nhỏ lại. Ăn nhiễu nhỏ, lum la. Lum la. I clean. Nhớ nhỏ so, lùm lùm. Hi. Welcome back. Today Rick cook. Tonight Rick eat. Tomorrow Rick sick. No. Oh, I said that. Nói rồi á, bữa nay nấu thì nhúc rồi ăn rồi ngày mai bệnh. Nói rồi á, quên. Hi. Welcome back. How are you? Thế này, bạn khỏe không? Ông bà cô chú anh chị khỏe không? This is our life. Exciting. Rick cook, Ricky. Sao mới nhắc tới nhắc luôn có nhiều vậy. Biết nấu, biết ăn, biết bệnh, biết đau bụng, biết bệnh. Có nhiều đó là bệnh. Hi. Cùng quá.
ăn chung với này nữa cả nhà. Lấy cái này giúp ăn nữa. Chip. Tostitos. What's it called? Huh? It's a chip. Chip. Việt Nam mình hay gọi là snack gì đó. Mốt mốt ăn vậy đó cả nhà. Ăn được không đấy? À! Nó không biết. Nóng. Nó ham ăn, ăn nóng, nóng nhiều lưỡi phỏng lưỡi luôn cả nhà. Ăn mà không có chờ nguội, không có thổi gì, nhiều khi vô cách bơm trái miệng trái lưỡi. Anh Dũng, anh Dũng vậy là no rồi đó cả nhà. I eat more, I will not. À, tại vì bị tiểu đường đang chích, đang uống đó. Ăn như vậy, ăn nhiều lần à, thử nãy giờ 4-5 lần rồi dít vậy là xong cái cử này rồi cả nhà. Sẽ để vô tủ lạnh. But à, for YouTube, I eat one more. Because you want to see Rick eat. Nói để cho YouTube đó thì ăn thêm một cái nữa cho mọi người thấy chồng Trang nấu và ăn như thế nào. Cho các bạn á, ăn cho các bạn nha. Mời các bạn. 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 Dạ. Mời các con. Mời các bạn. Mời các bạn ăn. Blow. Hỏi. Rồi, thơm quá. Tới rồi. Nói chung như con nít vậy cả nhà. Có khi ngon cái quất quất hồi cái bắt ối, bắt đau bụng. Dạ, chip. Nữa. Continue. Eat for you or for YouTube. Ăn cho bạn hay ăn cho các bạn YouTube? More for YouTube. Ơi, not for me. I don't like. Xạo. Mới ăn cho YouTube cho các bạn chứ không có thích đâu. Ấy là bố. Nữa, phỏng phỏng miệng rồi. Ông thổi à, để qua bên đây đi. Quá trời quá đất. Nít. Dung cũng biết nhiều lúc Dung cũng mắc cười. Ăn cái thèm mới ăn hết hồi cái ối để trong bụng đủ chuyện. Ok Dan. Are we done now? Not yet, okay. You're we're not yet, we're not done yet. Yeah. Now? Mm-hmm. Oh, now we're done. No. No? Do you want to say more with everybody? Everybody like you. Mọi người thích bạn à, bạn nói gì, nói lên đi. Okay, yeah, whatever. Yes. What she said, yes. Hi. Okay. Okay. I'm Rick. I cook. I eat. Trời ơi trời, có nhiều có gì khác không? Can you say different? Hi. Are you done? Okay. I'm done. Are okay. You done? Okay. Are you done? Yeah, okay. We are done. Trang rất là cảm ơn bà cô chú anh chị các bạn xem một cái video chồng Trang nấu ăn và ăn luôn. Ăn vậy xong. Chúc hài hài, mong bà cô chú anh chị các bạn cảm thấy vui thư giãn. Và có nhiều anh chị cũng muốn chồng Trang nói tiếng Anh nhiều hơn để mà lắng nghe thật sự người Mỹ nói, không phải là trên YouTube hay trên mạng mà là thật sự người thật việc thật, sử dụng tiếng Anh đơn giản thông thường để ông bà cô chú anh chị các bạn chị em ở bên Mỹ nghe rõ hơn. Thì hôm nay chồng Trang hả nói nhiều hơn chút. Ok, hơi đập bụng rồi đó. Hơi đập bụng rồi bạn. Hơi đập bụng. Đó rồi. Trang Việt Nam Trang nói full gì đâu. Full. Có chữ L cuối full. Đó là Trang Việt Nam đọc full nhưng. Full. Full. Có chữ L cuối. Yes, only full. Full. Done.
Empty. Empty là không có gì. Hungry. Hungry đói bụng. Rick cook. Rick cook. Rick eat. Rick nấu. Nấu. Rick full. Rick eat. Rick ăn. Rick full. Rick no. Empty. Full. Empty. Đói không có gì hết. Empty là không có gì hết. No gas. Full gas. No. No. Full. No. 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 Ok. Đấy, thôi no. Cảm tạm biệt các bạn. No. Tạm biệt các bạn. Các bạn. Các bạn. Bạn. Em. Hang up last time. Đó, được hoài hết chưa? Dạ, gia đình Trang xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin ấn vào nút cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Trang đăng video nhé. Ông bà cô chú nào chưa có đăng ký kênh thì xin đăng ký kênh ủng hộ gia đình của Trang nha. Thì Trang mong là sẽ đưa những cái clip vui đến ông bà cô chú anh chị thư giãn. Gia đình Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nhé. Bye bye.